Xin chào các bạn đã trở lại cuộc sống của những người Việt kiều và thích ăn đồ Việt Nam. Have you brought fish into Australia before? No, never. Rồi, các bạn thấy là có hai chị gái bị bắt tại sân bay với một câu hỏi là cô có bao giờ đem cá vô nước Úc bao giờ chưa? Cô có mang cá? Trời, đi sân bay mà mang cá, bị bắt là đúng rồi. This is the first time. First time. Who cleaned the fish? Chị gái này rất là khôn các bạn. This is the first time. Đây là lần đầu tiên của tôi. Cô ta tưởng là cô ta nói là đây là lần đầu tiên của tôi thì sẽ được cho đi các bạn. Lần đầu tiên phải không? Thôi tôi cho cô đi nha. Cô đừng có hòng. Để chút xíu từ từ tôi moi ra ở trong đây còn có cái gì nữa không. Cô ta nói là this is the first time. Đây là lần đầu tiên của em nha. My fan ăn not you. No. But something about these fish does not look right. Thì cái cô hải quan hỏi là mấy con cá này đã mần chưa, đã mần sạch chưa, đã rửa sạch chưa. Thì cô đấy rửa sạch rồi, mấy con cá này rửa sạch rồi. Hải quan hỏi là ai rửa? Chú của tôi. Các bạn biết không, nhiều khi mình không hiểu mấy người này họ đem cá đi ra sân bay làm chi. Các bạn thử tưởng tượng đi, với một tư cách là Việt kiều giống như mình đây, ok. Bây giờ cái ngày mơ là mình ra sân bay đúng không, là từ dưới quê mình chạy lên Sài Gòn là tầm 8 tiếng đồng hồ. Các bạn thử tưởng tượng đi, có nghĩa là từ ngày mơ mình đi sân bay đúng không, là ngày hôm qua là mình phải đi ra chợ mình mua con cá về, mình mần nó, mình sạch sẽ xong mình bỏ vô ốp đá. Thì ngày mốt mình lên sân bay thì cái con cá nó bắt đầu nó không được tươi các bạn. Bây giờ các bạn ốp đá thì nó cũng không được ngon nữa các bạn ha. Rồi các bạn ra sân bay các bạn bị chặn lại, các bạn hỏi nọ thì con cá nó bắt đầu nó sình rồi. Mà bây giờ các bạn có, nếu mà các bạn đem qua khỏi sân bay được mà các bạn đem về tới nhà các bạn là ở bên nước Úc á, không thì con cá nó cũng ăn hết ngon rồi, mà các bạn cũng gán ăn được thì nó thật sự cũng rất là hay các bạn ạ. Rất là hay luôn, tại vì các bạn nghĩ là từ cái lúc mà mua con cá còn tươi, các bạn mần, các bạn rửa nó, các bạn ướp đá nó, các bạn đóng thùng, các bạn đem ra sân bay, các bạn đem về bên nước, các bạn con cá nó hết ngon rồi, các bạn hết ngon rồi. All of the fish, there's a little slice. Yeah, so it's deliberately been done. The fish have a small slit which should indicate that they have been gutted, but their bellies appear to be full. Các bạn biết không, những cái người mà hải quan họ thấy những con cá này, họ hỏi là những con cá này có rửa chưa, có mần chưa, có nghĩa là đánh da kỳ dẫy lấy bộ đồ lòng đó chưa. Thì cái chị Việt Nam này nói là mấy con cá này đã mần rồi, chú tôi mần. Thì những cái người hải quan thấy là chỉ có cái đầu con cá là mần thôi, còn cái bụng là chưa. Các bạn biết không, tại vì các bạn có bao giờ ăn bộ đồ lòng của con cá chưa? Dân miền Tây mà ăn cá là phải ăn cái bộ đồ lòng của con cá mới ngon nha các bạn. Nhất là cá lóc á, trời ơi các bạn biết không, cá lóc mà các bạn lấy cái bộ đồ lòng cá lóc mà các bạn nướng lên á, trời ơi nó ngon mấy lít vụ luôn nghe bạn, mấy lít vụ luôn á. Các bạn uống, các bạn ăn cái bộ đầu lòng của con cá lóc á là mấy lít vụ luôn nha. Nhưng mà những cái người hải quan Mỹ này họ không có biết các bạn, họ không có mấy cái bộ đầu lòng là dục hết các bạn. You may have tried to make it look like it has been cleaned properly, but we always check all the fish that comes into Australia. So why has it been cut and nothing's taken out? We don't check it before we take it go so to you just airport. Thì cái người hải quan này họ hỏi là ủa tại sao cái con cá này nó bị cắt ra, nó bị đánh dãy ra, mà tại sao cái ở trong bụng nó chẳng còn cái bộ đồ lòng. Thì cái gì Việt Nam nói là tụi tôi không có kiểm tra trước khi tụi tôi ra sân bay, có nghĩa là tất cả những con cá này là do ông chú của cái chị này mần các bạn. Mà ông chú này, chị này mần mà giống như là cố tình để lại cái bộ đồ lòng mà không móc ra, có nghĩa là chỉ là đánh dãy rồi cắt cái mang rồi rửa cho nó sạch thôi, còn bộ đồ lòng là vẫn để nguyên các bạn ha. Cho nên người ta thấy ở trong cái bộ đồ lòng nó, trong cái bụng con cá nó vẫn còn phình lên, nó vẫn còn cứng, có nghĩa là cái bộ đồ lòng con cá chưa được lấy ra. Ông chú này ổng làm cá hơi ẩu rồi nha, bị phạt rồi đó chú ơi. We need to have a look at this because there may be a concealment in there. It's strange that the passengers can't explain the state of the fish. Thì theo như những người hải quan nói á, là họ sẽ kiểm tra cái bụng con cá, thì họ thấy cái bụng con cá nó phình phình thì có thể họ nghi là những cái chị này giấu hàng lậu ở trong bụng con cá, giống như là họ nhét ruột vô. Các bạn biết là những cái người buôn ma túy họ hay nuốt mấy hàng lậu vô bụng á, xong rồi họ đi toilet ra các bạn ha. Thì bây giờ họ nghĩ là mấy con cá này được nhồi nhét ở trong các bạn ha. Nhưng mà cái điều lo ngại nhất là khi mà những người hải quan này hỏi mấy chị này á, là con cá này như vậy đó tại sao họ không rửa, thì họ không biết các bạn. Họ nói là tôi không biết gì chứ, cái này chú tôi làm á, không. Cho nên cái lo ngại nhất là trong những con cá này có thể giấu ma túy các bạn nha. Officers are now on high alert to the possibility of an illegal concealment. The fish was given to them by somebody else and for us that's always a concern.
Thì những cái người hải quan này nói những con cá này được đưa bởi những cái người khác cho những cái người này đem qua sân bay. Có nghĩa là những cái chị gái này không hề biết trong con cá này nó chứa cái gì trong bụng. Đó chính là cái điều lo ngại, có thể trong con cá này họ nhét những cái viên ma túy ở chảo vẹt, có nghĩa là họ nhét ở giữa những cái mảng thịt hay là họ nhét trong cái bụng con cá. Những cái chị này không biết trong bụng con cá này có cái gì, không biết là bị phạt là đáng rồi. We're going to x-ray it on our x-ray and then we will go from there. While the fish are x-rayed, officers question the women. So what was your friend's name that gave it to you? Bây giờ những con cá sẽ được đem đi để chụp x-ray. Trời, cá mà còn được chụp x-ray nữa các bạn. Thì trong lúc những con cá được chụp x-ray đó, thì cái chị này sẽ bị đứng lại để hỏi cung là cái người mà cái tên của cái người mà đưa những con cá này cho cô là ai, tên của chú cô là gì, nói ra đừng có nói với tôi là Nguyễn Văn Tèo nha chưa. Ok, tên của chú là gì, tên của chú cô là gì, nói ra khai thì tôi tha, còn không khai là tôi điều tra tiếp. Uncle of my family in Sydney. So it was an uncle? Yes. Of a friend. Yes. So you got no name? No, I never meet my friend. Tell her uncle give for you. Rồi lần này là tới công chuyện nữa rồi các bạn ơi. Cái chị này chị nói á, là những con cá này chị xách giùm một người ứng cồ của friend, có nghĩa là chị này chị xách giùm cái ông chú này là ông chú của người bạn các bạn. Và cái điều là cô ta chưa gặp mặt ông chú này bao giờ. À, có nghĩa là cái con cá này cô ta không phải xách cho cô ta, mà là cô ta về Việt Nam. Ở bên Việt Nam nó có cái gia đình đó, họ gửi mấy con cá này sẵn, họ nhờ xách qua giùm cho cái ông chú. Mà cái ông chú này lại là ông chú của cái người bạn nữa, có nghĩa là hai cô gái này xách cá qua bên Úc giùm người ta mà không biết mặt của cái ông chú này. À, gửi ông chú này ông chơi xấu, ông giấu hàng lậu là hai cô gái này lên bàn thờ ngắm gà khỏ thân các bạn ạ. It's highly concerning that they know very little about the person who supplied the items they are carrying. Do you have anything else that they gave you? No, not only. Just the fish? And the investigation takes a dramatic turn when officers see objects inside the fish which appear to be the exact size and shape of pellets carriers used to carry internally. Mồ rồi các bạn ơi, thì theo như những cái x-ray chụp trong những cái bụng con cá đó thì họ thấy những cái bọc các bạn. Thì cái bọc này á, những cái người hải quan họ nghi á, là những cái tên buôn ma túy họ hay bỏ thuốc vô cái bọc và họ cột lại họ nuốt vô bụng đó các bạn ơi. Thì bây giờ á, họ thấy trong bụng những con cá nó có rất là nhiều cái bọc như vậy. Mà cái điều lo ngại thứ hai nữa là những cái cô gái này á, cổ đem hàng giùm cho những cái người chú của bạn mà họ không biết người đó là ai. Những cô gái này thiệt là dại khờ các bạn. Họ về Việt Nam họ chơi, họ đi chơi cho sướng thay đi, xách giùm người ta chi 2-3 con cá. Bây giờ ở trong bụng con cá nó có mấy cái bọc này chắc là tụi buôn ma túy tụi nó cột ma túy xong tụi nó nuốt vô bụng. Nhưng mà giờ bữa nay tụi nó không nuốt nữa mà tụi nó nhét vô con cá các bạn. Rồi bây giờ là trong tất cả những con cá đều có cái bọc đó các bạn ạ. Rồi xong rồi, hai cô gái này dại quá các bạn. Expect to see this. There's something in there. It could be a concealment. We're going to have to open the fish up and have a closer look at it. Các bạn thấy cái phim X-ray không? Ở trong tất cả những bụng con cá nó đều có một cái bịch. Thì theo như những cái hải quan á, những cái bịch này á, có thể là tụi buôn ma túy tụi nó cột xong tụi nó nhét vào chổng. Tụi nó nhét vào chổng các bạn. Thực tại vì các bạn biết mấy cái bịch mà họ đựng bột á, xong họ cột lại, thì tất cả những cái bịch này nó đều giống nhau. Có nghĩa là mấy cái này thì chắc là cùng một size các bạn, cùng một khối lượng. Thì những cái chị này chỉ nói ủa tôi không biết cái con cá này là tôi đem giùm người ta chứ tôi đâu có biết. Đem giùm người ta hả? Bữa nay là phạt cho biết nha con, phạt cho biết tận tới già nha. Xách giùm đi. Border force are concerned the fish may have been used to conceal an illicit substance and they will now conduct an internal examination to see what's inside. They're all pretty frozen, we're gonna have to cut them open. They soon find something in the fish that looks exactly like the pellets which syndicates use to courier internally in people. Oh. But it is actually something completely innocuous. Thì sau khi họ nói là ok, bây giờ chúng tôi sẽ mổ những con cá này ra để chúng tôi coi trong cái bụng này nó có cái những cái bịch nào. Thì nếu như mà thật sự mà trong những con cá này mà nó có những cái bịch thuốc phiện mà giấu trọng đó, là mình nói thiệt với các bạn là hai chị gái này sẽ hát cái bài là Xuân này con không về các bạn. Ok,
mà nếu mà mở hết những cái bịch này mà cảnh mà những cái người hải quan này á hát mà họ biết được cái những cái này là ma tí đó thì họ sẽ hát tiếp theo là xưng này con về mẹ ở đâu các bạn, tại vì họ đi bốc lịch lâu quá là không, lúc đầu tiên á khi mà họ phát hiện ra có ma tí đó là họ sẽ hát cái bài xưng này con không về đó, là đi bốc lịch mười mấy năm luôn, rồi sau đó họ sẽ hát tiếp cái bài xưng này con về mẹ ở đâu, đi bốc lịch mười mấy năm về là về quê thăm làm mẹ chết các bạn đó, mang giùm đồ cho người ta mà không biết cái người nhận là ai, các bạn rất là nguy hiểm nha, một bài học đáng giá cho các bạn. It's a swim bladder, so it must fill it with air. It's a swim bladder. Oh my god, it is too. Show me. That's exactly what it is. The swim bladder controls the fish's buoyancy and is usually removed when a fish is properly gutted. A second x-ray of the fish, now with the swim bladders removed, gets the all clear. Nhưng mà các bạn ơi, rất may cho hai cô gái này, ở trong bụng những con cá đó không phải là những cái gói ma túy các bạn, mà chỉ là cái bong bóng cá thôi. Thì ở trong cái giờ phút này á, mình có hai cái giả thiết như thế này các bạn. Mình có hai cái giả thiết. Cái giả thiết thứ nhất á, là những cái cô gái này cổ thích ăn bong bóng cá. Các bạn biết bong bóng cá nó rất là ngon nè. Có nhiều cái bong bóng cá nó bự á, các bạn về các bạn cắt nó ra, các bạn nhúng vô nước sôi, các bạn trụng giống như tỏi với lụa ăn rất là ngon các bạn. Có thể hai cô gái này cổ không có cái gì, có thể cái người chú á, họ ổng thèm ăn bong bóng cá, cho nên ổng kêu người nhà ổng đừng có làm bong bóng cá. Cái nghi vấn thứ hai ở trong cái chỗ này á, là thứ nhất có thể là cái ông chú này á, ổng đang giống như là dò đường các bạn, có nghĩa là để coi cái lần đầu tiên hai cô gái này có đem cá qua được không. Thí dụ như cái lần đầu tiên mà hai cô gái này đem qua mà trong những bong bóng cá đó mà họ cho qua đó, thì lần sau họ thực sự là họ sẽ bỏ hàng trắng vô chổng các bạn ha. Có nghĩa là lần này có nghĩa là họ dùng hai cô gái này để thử thôi. Để đi thử coi nó có qua hay không, nhưng mà xui cho hai cô gái là lần này bị bắt luôn các bạn, nhưng mà hên cho hai cô gái này là lần này không có hàng trắng trong cái này các bạn, chỉ là bong bóng cá thôi. Thấy không, lần sau mà đi mà có thiệt là xưng này con không về nha mẹ. Oh, it's a swim bladder. Happy? Yeah. No worries. Yeah, it's definitely gone. No concealments are found in the fish, but officers warn the women about the dangers of carrying items for other people. Rất là may cho hai người Việt Nam này là không có hàng lậu ở trong cái bong bóng cá. Nhưng mà cái người hải quan này á, họ giống như là cảnh báo cho hai cái cô Việt Nam này là mấy chị đừng có đem đồ giùm những cái người mà không biết. Mấy chị có biết hay không? Tôi nói cho mấy chị biết nha. Bữa hôm nay á, mà cái thằng mà nó gửi cá cho chị á, mà nó bỏ hàng trắng vô mấy cái túi bóng cá này đó, là tôi bảo đảm với cái chị á, là xưng này con không về, ok, đừng có hát cái bài là xưng này con về mẹ đâu, cái bài đó để từ từ hát, ok. Thì các bạn thấy không, hai chị gái này rất là may á, là nhiều khi á, mình nói thật sự với các bạn á, nhiều khi các bạn không nghi ngờ cũng không được. Các bạn thử tưởng tượng đi, những cái tên buôn lậu nó rất là gian manh các bạn không biết những cái tên buôn lậu Mexico nó rất là gian manh các bạn. Tụi nó như hồi xưa là những cái tên buôn lậu là tụi nó nuốt vô bụng đúng không đó, bây giờ là thì những cái chiêu trò là bình thường rồi, bây giờ nó nhét vô bong bóng cá nè, không có nhiều đứa tụi nó nhét vô mấy cái lon nước ngọt Coca Cola nè, có nhiều đứa tụi nó giấu dưới laptop nữa đó, nói chung là có nhiều đứa giấu dưới đế giày nữa các bạn. Thì những cái người hải quan này họ nói là anh chị nên đừng xách đồ gì bất cứ ai, không đừng xách đồ gì bất cứ ai nha. You bring something in and you don't know what it is, then you can be in big trouble. This could have been anything in there. That could have had in it or anything. The fish don't contain, but the intestines are still a major problem, as they can carry diseases and parasites, which are a danger to Australian fish stocks and to human health. Các bạn thấy không, một cái bài học đơn giản, giống như các bạn nói mình giống như là suy nghĩ bậy bạ, những cái người hải quan nào nói là quý anh chị đừng có đem mấy con cá này vô cho người ta, mặc dù á, cái lần này á, là không có giống như là ma túy trong con cá này, nhưng quý anh chị nên nhớ rằng những cái tên buôn lậu á, mấy cái người hải quan nói là mấy cái người buôn lậu họ hay nhét đồ ở trong mấy con cá này, mấy cái người buôn lậu họ hay nhét đồ ở trong mấy cái túi này các bạn, cho nên á, không các bạn đừng nói mình là nó nói tùm bậy nha, những cái người hải quan này họ nói luôn, ok. Thì bây giờ bữa hôm nay coi như là hai chị gái này là hên nha, là không có hàng trắng nhét trong cái bụng con cá nha, hên đó nha, ok. Không, phước đức ông bà để lại đó, chắc là kiếp trước hai chị này có tu đó nha. Rồi,
bây giờ tôi nói với chị á, không, bây giờ con cá là coi như là ổn đi, bây giờ con cá là cái ruột nè. It's your responsibility to know what you're allowed to bring and what you're not. You travel lots, so you should know. There's still gills inside, so they need to be completely gutted, and the gills need to be taken out. There could be lots of diseases and pathogens and things living inside the gills, especially and inside the intestines. Little parasites and stuff like that as well. It's not good. It has to be destroyed and disposed of. Bây giờ mặc dù là những con cá này là coi như là không có gì nghiêm trọng, nhưng mà nó còn ruột các bạn, nó còn rất là nhiều bộ đầu lòng ở trong này. Bây giờ là khỏi ăn bộ đầu lòng luôn, ok. Bây giờ là những cái bộ đầu lòng này phải dục bỏ, không? Nói chung là nguyên con cá này phải dục bỏ hết trơn á, đừng có đem vô nữa, dục hết luôn. Officers believe the women were not intending to deceive Australian biosecurity. It wasn't actually the women who had caught this fish and gutted it, it was a friend's uncle, and they said they weren't aware of how it's been cleaned or processed. As these items were declared, there will be no penalty today. Rất là hên là hai chị gái này á, là họ đã khai báo với hải quan là họ có đem cá, có nghĩa là hải quan biết được là hai chị gái này có đem cá các bạn, cho nên hai chị gái này là có khai báo, khai báo thành thật thì được khoan hồng, cho nên không bị phạt. Còn nếu như mà hai chị gái này giấu rồi, tôi không đem chứ, phát hiện ra là bị phạt. Đúng, khai báo thành thật là không. Going to be given an infringement. Next time you pack your own bag and tell the uncle he needs to clean it properly and he can't try and make it look like it's been cleaned because we will check it every time, okay? The fish are safely disposed of and the women are free to go. Những con cá bị dục bỏ rồi, tội nghiệp quá các bạn ơi. Trời ơi, nó thật sự với các bạn á, mình không biết hai chị gái này nghĩ sao nữa. Xách giùm cho người ta 2-3 con cá, nó thật sự không biết họ nhận được bao nhiêu tiền. Xách giùm cá cho ông chú của người bạn các bạn. Các bạn nghe nó hơi nguy hiểm không? Tôi xách giùm 2 con cá cho ông chú của người bạn mà tôi không biết ông đó là ai các bạn. Đó, mà bây giờ tôi bị tình nghi là tôi xách con cá nó có chứa ma túy ở trong bạn. Nhưng mà rất may là ông chú đã không bỏ ma túy. Nếu mà ông chú đã bỏ ma túy chắc là tôi xuân này con không về được mày ơi. Các bạn thấy không? Nhưng mà cuối cùng thì 2 con cá này cũng bị dục bỏ. Trời ơi, đi sân bay thì đi một mình một thân cho nó khỏe đi. Xách cá, xách này chi, rồi phải chồm nước đá vô nữa, mệt mệt thân diệt kiều quá các bạn ơi. Thank you, Grandma. Thank you. I hope that the passengers have learnt today to make sure that they know what they are carrying before they come into the country. That they never carry anything on behalf of anybody else because they can be fined for providing misleading information. Rồi các bạn thấy không? Tướng Việt Kiều nhìn sang không? Xách vali nhìn sang, mà xách vali mà bỏ mấy con cá vô chổng nhìn nó kỳ kỳ. Không, mình đi sân bay mình xách cái gì, bánh kẹo đi, xách khô mực khô này đi, xách 2 con cá tư liền chi các bạn, để cho bị phạt. Không, đây là một bài học cho những cái người mà thích xách đồ giùm người ta đó. Không, xách đồ giùm người ta đi, bữa nào người ta bỏ ma túy chổng đó rồi bị phạt. Các bạn xách đồ giùm cho những cái người mà các bạn không biết á, nó thực sự các bạn ăn được của họ có nhiêu, $10 tiền công, $20 tiền công thôi, mà các bạn bị phạt á, nó bị phạt nhiêu, 2-3 năm tù, không, xách giùm chi, ăn có bao nhiêu tiền công đâu. Phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure for step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm: Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.